Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phố Núi TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu các bạn quan tâm tới hai loại nông sản này, vui lòng bấm nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phố Núi TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 24 tháng 4, thị trường thế giới tăng giảm trái chiều, trong khi giá cà phê trong nước tiếp tục tăng cao và đạt mức kỷ lục là 130.000 đồng 1 kg. Ghi nhận kết thúc phiên giao dịch sáng nay tại sàn London, giá cà phê Robusta tăng giảm trái chiều. Ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2024, giá cà phê tăng mạnh tới 98 USD trên tấn, với mức tăng là 2,37%, lên mức giao dịch là 4.225 USD trên tấn. Trong khi đó, kỳ hạn giao tháng 7 năm 2024, giá cà phê giảm đi 16 USD trên tấn, với mức giảm là 0,39%, xuống mức giao dịch là 4.117 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê kỳ hạn giao tháng 5 và tháng 7 trên sàn London tương đương với mức giá là 106.700 đồng và 104.000 đồng 1 kg. Các mức tăng mạnh, mức giảm nhẹ và khối lượng thì duy trì ở mức thấp đến mức rất cao trên mức trung bình. Giá cà phê Robusta diễn biến lại và tình trạng vắt giá diễn ra trên sàn London. Còn tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica tiếp đà giảm của phiên trước. Ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2024, giá cà phê giảm thêm 5,8 cent trên bao với mức giảm là 2,55%, xuống mức giao dịch là 221,85 cent trên bao. Trong khi đó, kỳ hạn giao tháng 9 năm 2024, giá cà phê giảm đi 5,65 cent, xuống mức giao dịch là 220,1 cent trên bao. Các mức giảm mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì mức rất cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, giá cà phê hôm thứ Ba ổn định ở mức trái chiều, với cà phê Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần. Cà phê Arabica giảm do tồn kho cà phê Arabica do ECA giám sát hôm thứ Ba phục hồi lên mức cao nhất trong 11 tháng rưỡi. Trong khi đó, cà phê Robusta được sự hỗ trợ hôm thứ Ba do lo ngại về nguồn cung Robusta từ Việt Nam bị thắt chặt. Tồn kho cà phê phục hồi từ mức thấp lịch sử, ghi nhận tồn kho Robusta do ICE giám sát vào ngày 21 tháng 2 giảm xuống mức thấp kỷ lục là 1.958 lô và tính đến ngày thứ Ba đã tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng rưỡi là 3.711 lô, tương đương 37.110 tấn. Còn tồn kho cà phê Arabica do ICE giám sát đã phục hồi lên mức cao nhất trong 11 tháng rưỡi vào ngày thứ Ba là 647.530 bao. Giá cà phê trong nước tăng mạnh do nguồn cung cạn kiệt, nắng nóng gần đây dẫn đến khô hạn và gây thiệt hại đối với cây cà phê ở nhiều vùng trồng. Ở khu vực Tây Nguyên, tỉnh Kon Tum dự kiến có trên 990 hecta cà phê nguy cơ bị khô hạn, thiếu nước. Còn thủ phủ cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có khoảng 858 công trình thủy lợi, hiện tại 28 hồ cạn nước, 83 hồ chứa, đạt dung tích dưới 50%, khiến hơn 2.055 hecta cây trồng thiếu nước tưới đang áp dụng các biện pháp chống hạn. Điều này sẽ ảnh hưởng tới sản lượng vụ mùa cà phê thu hoạch năm sau. Thưa các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước hôm nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng mạnh với mức tăng là 2.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận sáng nay, giá cà phê trong nước thu mua quanh mức 129.500 đồng đến 130.200 đồng 1 kg. Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, sáng nay ghi nhận với mức giá là 129.600 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đức Trọng và huyện Di Linh, mức giá là 129.600 đồng và 129.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga ghi nhận ở mức là 130.000 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 129.800 đồng và 129.900 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Cư Quyên, Cờ Đông Năng và huyện Cờ Đông Bắc, giá cà phê cũng được thu mua quanh mức là 129.800 đồng đến 130.000 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Krai sáng nay ghi nhận quanh mức 129.800 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Chư Brông và huyện Chư Sê, mức giá là 129.700 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Min sáng nay ghi nhận quanh mức 130.100 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đắk Lấp và huyện Đắk Song, mức giá là 130.000 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực huyện Đắk Hà và huyện Ngọc Hồi sáng nay thu mua với mức giá là 129.800 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Đắk Lây ghi nhận ở mức là 129.700 đồng 1 kg.
tại tỉnh Đồng Nai, sáng nay giá cà phê thu mua quanh mức là 130.000 đồng 1 kg, và tại khu vực tỉnh Bình Dương ghi nhận ở mức 130.200 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê loại 1 ra tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ghi nhận quanh mức 130.300 đồng 1 kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua những vùng nguyên liệu quanh mức giá 130.000 đồng 1 kg. Như vậy, ghi nhận sáng nay ở các địa phương giá cà phê tiếp tục tăng mạnh và giá cà phê trong nước chính thức đạt mốc 130.000 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá cà phê sáng nay. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.